Hiệp 1 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh đã được bắt đầu. Ngày hôm qua chỉ là những kết quả hòa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chờ xem là đội bóng nào sẽ có được niềm vui thắng trận. Brian Lucas là người đang theo sát với Ian Clesio, người có chiều cao tốt, khi mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có được một quả đá phạt góc rất nguy hiểm. Vẫn đang là một tiếng lộn xộn, xoay người và dứt điểm. Không có bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Đó là cơ hội đầu tiên được tạo ra của trận đấu ngày hôm nay. Rất đáng tiếc. Người thực hiện quả đá phạt góc là Ngô Xuân Toàn. Và chúng ta sẽ cùng xem lại hàng loạt những tình huống nguy hiểm. Đào Văn Nam là người đã có cú đá cuối cùng. Không phải là những người có được một tỷ lệ kiểm soát bóng tốt kể từ đầu trận, nhưng đội chủ nhà mới là câu lạc bộ có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Văn Long quá sâu, vẫn còn tới vào. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quá mất tập trung. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vươn lên bằng bàn thắng của Paulo. Đầu tiên là quả tạt có thể nói là không thực sự tốt của Xuân Hùng. Sau đó cũng là một tình huống xử lý bóng lỗi. Mặc dù vậy thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn kiên trì và họ đã được đền đáp. Ba nhịp đầu tiên là những nhịp xử lý bóng không thực sự như ý muốn. Nhưng ba nhịp tiếp theo nói lên sự bình tĩnh và cho thấy là các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cái đầu lạnh hơn trong những pha xử lý của mình. Cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng trên sân Hà Tĩnh ngày hôm nay. Đội chủ nhà đã vượt lên dẫn 1-0. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Trọng Đại là người đã có một tình huống xử lý lỗi. Nhưng pha bóng tiếp theo thì đó lại là một tình huống có thể nói là hoàn hảo. Ở cự ly chính diện với khung thành của Bùi Tiến Dũng thì Paulo không mất nhiều thời gian và không mắc một sai lầm nào cả, đưa bóng vào lưới, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Ba nhịp bóng cuối cùng của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là thực sự hay. Lại là đường chuyền dài vào tuyến dành cho Paulo. Sai lầm và đây là cơ hội để cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn thắng thứ hai. Quá chậm. Pha xử lý là quá chậm chạp. Khi mà hàng tấn công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn chưa làm nên chuyện thì hàng phòng ngự họ liên tục mắc những sai lầm. Cầu thủ đã băng lên trong bóng vừa rồi là Phạm Văn Long. Số 16 của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh suýt chút nữa đã có thể có được bàn thắng giúp cho đội nhà vươn lên dẫn 2-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp khống chế. Đến nhịp thứ ba thì tình huống xử lý của Phạm Văn Long đã khiến anh tự mình đánh mất đi cơ hội. Người đã băng về rất nhanh. Ian Clesio. Không có lỗi việt vị. Không có lỗi việt vị và đây là Paulo. Quá đáng tiếc. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không nên phung phí những cơ hội của họ như vậy. Cách biệt đang chỉ là một bàn thôi. Và đó là lý do tại sao huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang vô cùng trầm tư. Từ Văn Long cho tới tình huống vừa rồi là Paulo, lẽ ra họ đã có thể làm tốt hơn và có thể tạo ra một lợi thế nhiều hơn cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chỉ lý trọng tài không căng cờ báo hiệu việt vị với Paulo nhưng anh lại quá vội vàng. Đường truyền của Ian Clesio. Cú lốp bóng đi vọt sáng ngang.
đúng là hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong một tình huống đối mặt như vậy. Và xử lý hay của Paulo. Một mình Paulo và anh sẽ phải có một pha solo. Động tác giả Paulo. Paulo đã không vượt qua được thân Thành Tín. Chỉ có một mình Paulo mà thôi. Và rõ ràng là pha xử lý vừa rồi cho dù không thành công nhưng lại có được sự hợp lý. Nếu như Paulo có được một tâm lý như vậy ở pha bóng đối mặt với Bùi Tiến Dũng trước đó, bình tĩnh hơn một chút, thì ông Lễ Tính đã có được một lợi thế dẫn bàn tốt hơn. Đó không phải là lần đầu tiên hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng có những pha xử lý lập bập. Paulo không vào. Thật đáng tiếc. Lẽ ra Paulo đã phải có một cú hat-trick rồi. Anh ghi được một bàn trong hiệp 1. Có một tình huống đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng và vừa rồi là cơ hội bị bỏ lỡ. Cơ hội đầu tiên trong hiệp đấu thứ 2. Quá đáng tiếc. Và nó cũng cho thấy là hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh đang sơ hở đến như thế nào. Liên tiếp là cơ hội dành cho đội chủ nhà. Mọi thứ đang diễn ra hay hơn trên sân Hà Tĩnh. Big Grab, tốc độ. Big Grab vẫn còn vào. Đó là Hoàng Vũ Samson. Nhưng một kết quả hòa như thế này sẽ khiến cho càng khó khăn hơn. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Pha xoay sở không thành công của Trọng Sáng. Big Grab băng lên. Và sau đó là cú đá bồi của Hoàng Vũ Samson. Lý Nguyên và Hoàng Vũ Samson được tung vào sân và ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Mới chỉ cách đó một phút thôi, người ta đã nghĩ rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ vươn lên dẫn 2-0. Nhưng ngay sau đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trừng phạt họ. Không vào. Đó là pha vào của Hoàng Vũ Samson. Sẽ là những phút cuối rất đáng xem. Hãy cùng xem lại pha bóng mà Hoàng Vũ Samson đã thoát xuống và suýt chút nữa đã có thể tạo ra được một điểm nhân nữa cho trận đấu ngày hôm nay. Khôn khéo để vượt qua sự đề bóng của Ian Clesio, bóng chạm vào mép ngoài cột dọc. Hoàng Vũ Samson. Cơ hội không vào. Rất đáng tiếc. Phản xạ xuất sắc của thủ môn Dương Quang Tuấn đã cứu thua cho khung thành của đội chủ nhà. Đúng là trong những phút cuối của hiệp 2, Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng đã chơi tốt hơn. Họ có thể lực mạnh mẽ hơn. Trong khi nhiều vị trí trong đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã xuống sức. Đây là thời điểm mà những Big Grip và Green Daniel đã phát huy được khả năng của họ một cách tốt nhất. Đây là cú đá của Green Daniel và suýt chút nữa thì Big Grab đã có thể hoàn tất nó thành bàn thắng thứ hai cho đội khách. Phản xạ xuất sắc của thủ môn Dương Quang Tuấn. Người có số lần ra sân nhiều nhất cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải hôm nay tính cho tới thời điểm này.